Tiếp theo mời quý vị nghe phần chánh văn. Cổ ngữ hằng ghi thầm khổ đan, từng việc nhân gian trực tiên khoa. Lão già hậu quý nhân ấu già, ly kỳ thiên đình vì thiên la. Chú thích: cổ ngữ là lời xưa, những lời hay ý đẹp của người xưa nói ra để răn đời, đã trở thành danh ngôn hoặc sấm ký, như lời của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và Đức Phật Thầy Tây An, vân vân. Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo thường nhắc nhở: lời xưa người cổ còn ghi, hoặc là lấy lời xưa kết lại ít tờ. Hằng ghi là thường ghi chép lưu lại trên kinh sách. Thậm khổ đa, thậm là rất, khổ là khổ sở đau đớn, đa là nhiều, rất nhiều. Ý nói sắp tới đây cuộc khổ não sẽ xảy ra cho dân chúng rất nhiều, không kể xiết. Tận diệt nhân gian, tận là dứt hết, diệt là chẳng còn, nhân là người, gian là không gian và thời gian, tức cõi trần gian chúng sanh đang ở. Ý nói theo chu kỳ của lục tuần hoàn và lý tam nguyên thì con người và cõi trần gian này chỉ sống một thời gian nào đó rồi phải tận diệt để lập lại cuộc đời khác. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc cứ chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Khắp lê thứ biến di thương hại, dùng phép tí màu lặp lại thượng quân. Trực tiên khoa, trực là ngay thẳng, tiên là trước, khoa là thứ bậc hoặc màn lớp. Ý nói khởi đầu cuộc đổi đời từ hạ nguyên sang thượng nguyên thì màn chọn lọc hiền còn giữ mất, tồn còn xấu mất là trước hết. Lão giả hậu quy nhân ấu giả, sau cuộc lập đời những người già sẽ trẻ trở lại. Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo từng cho biết: chừng bãi núi lầu son lộ vẻ, thì người già quá trẻ dân ôi. Hoặc là chừng lập hội thì già quá trẻ, khắp hoàn cầu đổi xác thai hồn. Ly kỳ là việc lạ lùng, khác thường, khó suy đoán được, nhưng lại có xảy ra đúng như vậy. Sau đây nhiều chuyện ly kỳ, kể sao cho xiết, vậy thì dân ôi. Thiên định là trời đất đã định sẵn, không sai chạy được, cũng hiểu như chữ luật trời, tức luật nhân quả. Trong bài Thiên Lý Ca, Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo đã cho biết: muôn thu thiên định nhất kỳ, hạ nguyên sắc lệnh khai kỳ long hoa. Dĩ thiên la, dĩ là dùng lấy, thiên la là lưới trời, do chữ thiên la địa võng. Đức Lão Tử nói: thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu, lưới trời lồng lộng, thưa mà chẳng lọt. Ý nói người tội ác giấu người được, chứ không giấu được luật trời đất. Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo cũng xác định: trốn người khỏi, trốn trời sao khỏi. Và cả trời nam lưới bủa thiên la. Lược giải từ câu 32 đến câu 36, Đức Giáo Chủ cho biết chư Phật Thánh trước kia đã tiên tri đến ngày tận diệt của buổi Hạo Nguyên. Dân chúng chịu cảnh vô cùng khổ não vì phải trải qua cuộc chọn lọc hiền còn dữ mất. Bởi luật trời căn cứ vào nhân quả mà quyết định, không một nước nào hay người nào thoát lọt được. Và đến lúc đó sẽ xảy ra nhiều cuộc lạ lùng chưa từng thấy. Nào cảnh thương hải tan điền, nào người già quá trẻ, vân vân.